Trending video. Em đang đứng ở một nơi tươi đẹp mỹ miều. Thật hy vọng anh có thể ở bên em. Nơi trong hình là ở đâu vậy chứ? Con cá nướng đang ở đâu đây? Tôi ăn tới 7-8 món hết luôn cách rồi, người ta mang thai mà. Cổ còn yêu cầu tôi đưa máy tính bảng. Nó muốn xem chồng cổ thi đấu, không biết thi đấu cái gì nữa. Sao thuyền tự nhiên dừng lại rồi? Vô Song Yến, truyền nhân chân chính thi đấu thiên hạ vô song. Nhanh tay lên. Mọi người nắm bắt thời gian, còn 10 phút nữa là bắt đầu ghi hình. Chuẩn bị. Nắm chắc rồi. Sao kỳ vậy? Sao tới giờ thằng bé vẫn không chịu nghe máy? Có khi nào thằng bé nhất thời đổi ý, sợ thua nên không dám tới đây thi đấu không? Không có đâu, A Vĩ là người có trách nhiệm, nó nhất định sẽ tới mà. Giờ tôi đang lo, có khi nào thằng bé xảy ra chuyện gì rồi hay không? Bác hai. Ờ. Triệu Vĩ xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh ấy vẫn chưa tới hả? Nè, cô tới đây làm gì? Chắc không phải tới đây để do thám tình hình bên này chứ? Con chỉ là quan tâm cô ấy thôi. Bác thấy con vẫn nên đi trước đi. Cẩn thận tránh bị tình nghi. Hả? Có phải A Vĩ gọi điện tới không? Là bác Phát. Anh hai hả? Em đang ở ngoài tòa án, cũng đang đợi xếp hàng vào. Mọi người đã bắt đầu thi chưa vậy? A Vĩ còn chưa xuất hiện. Minh Minh, anh còn tưởng là em không tới kịp chứ. Hôm nay là ngày trọng đại của Vô Song Lâu, đương nhiên phải tới rồi. Yên tâm, qua hết hôm nay, ba người nhà chúng ta sẽ có những ngày tháng tươi đẹp. Cố lên đó, đừng để em và bảo bối phải thất vọng. Ừ, đã tới giờ rồi, anh đi chuẩn bị. Ừ. Nhật Phong. Cậu à, A Vĩ còn chưa tới nữa.
Làm sao vậy? Con có thật là hy vọng cậu ta tới đây thi đấu hay không? Đương nhiên, con từng nói rồi, con muốn ở trước mặt toàn thể mọi người làm em ấy thua tâm phục khẩu phục. Đáng tiếc nó không còn mạng để tới rồi. Cậu à, không phải cậu đã làm gì người ta rồi chứ? Tất cả những gì mà cậu làm đều vì đảm bảo con giành chiến thắng. Cho dù tới được hiện trường cũng không chắc là còn kịp nữa. Cho dù tới kịp thì vẫn là thất bại thôi. Lâm Triều Vĩ, mày chấp nhận đi. Mẹ, mẹ, là mẹ sao? Có phải mẹ tới đón con không? Mẹ, mẹ cho con lên ghế, con muốn đi chung với mẹ. A Vĩ, mẹ không thể để con lên cùng. Con hãy tự mình nghĩ cách đi. Con không còn cách gì nữa hết. Không có mẹ, con không làm được chuyện gì hết. Tới Tự Ngọc cũng không bảo vệ được. Ai nói là con không làm được gì hết? Con có còn nhớ lúc mình còn học tiểu học từng tham gia cuộc chạy đua 400m không? Cuộc thi lần đó con bị ngã chỏng gió lên trời, bị mọi người cười một trận. Nhưng mà con cũng đâu có bỏ cuộc. Tới cuối cùng con vẫn tự mình đứng dậy. Từng bước con chạy quanh khu tập. Con cứ chạy như vậy cho tới khi toàn bộ khán giả đều ra sức cổ vũ con, khích lệ con. Cho nên có một số thứ không phải cứ thắng thì gọi là thắng lợi. Quan trọng nhất là không từ bỏ. Lần này nếu không được, chỉ cần con không từ bỏ, nhất định con sẽ có lúc thành công. Mẹ không thể cứ cả đời ở bên cạnh con mãi. Con nhất định phải kiên cường. Gia đình này về sau dựa vào con hết. Mẹ, mẹ, mẹ đừng đi mà. Mẹ, mẹ, nếu như cuộc thi này con thua, mẹ có thất vọng không? Chỉ cần con cố gắng thì mẹ sẽ không thất vọng. Mẹ tin tưởng con. Con nhất định sẽ thành công mà. Đừng có mơ mộng nữa. Cố lên.